giờ mình đang có mặt ở Hoành Bồ để chuẩn bị trải nghiệm một cái gọi là đi đi dù bằng động cơ. Đây, nó chính là cái động cơ đây. Động cơ này là động cơ hai kỳ nhá. Mọi người nhìn thấy trông hoành tráng chưa? Con này bình xăng nó được bao nhiêu lít đi anh? 20 lít à? Đấy là bay được lâu phết đấy nhỉ? Đây là cái cột treo đo hướng gió. Thank you.
phải 150 mét như này thì bao nhiêu mét? May có được cả cái hoàng hôn xuống này, đẹp chưa? Cảm ơn anh nhiều nha.